Còn mày sao rồi? Vẫn đang ôn thi đại học lại thôi. Sòng bạc bị mẹ tao cấm hết rồi. Ai mà dám cho tao chơi? Mày đừng có xạo nha mày. Xong bị mẹ mày cấm, mày chuyển qua banh bóng cá độ trên mạng đúng không? Trời, ê, sao mày biết hay vậy? Thì đồng đội của mày là chỗ tao sửa điện thoại nè. Hôm bữa tao ngồi chờ lấy điện thoại, tao nghe ông nói. Thì tao chỉ giải trí chút xíu thôi. Đang học hành căng thẳng để thi đại học lại mà. Tao nói thiệt, tao hết nói nổi mày luôn. Mệt mày quá. Tao đã tiến bộ lắm rồi. Tao đã chuyển từ chơi trực tiếp qua online, văn minh lịch sự hơn rồi còn gì nữa. Còn mày, mày tìm được việc làm chưa? Mà suốt ngày lo cà khịa tao không vậy? Tao cũng đang đọc hồ sơ. Lúc nãy tao cũng nói với Hương là trong lúc chờ kết quả, tao sẽ tìm việc làm thêm. Có cái nhà hàng kia đang tuyển shipper giao thời vụ, giao thức ăn. Tao thấy thời gian linh động, cũng phù hợp nữa. Nếu mình tìm được việc, mình xin nghỉ cũng dễ hơn mấy chỗ khác. Mày im đi mày. Mày có bạn gái là con nhà siêu đại gia, tự nhiên bây giờ mày đi làm shipper giao hàng, không sợ mất mặt con người ta hả? Trời ơi, mày nói cái gì vậy? Không có đâu anh. Nghề nghiệp nào cũng đáng được tôn trọng hết. Anh Long đừng có nói em con đại gia này, con đại gia nọ. Em ngại lắm. Gia đình em là gia đình em, còn em là em. Nghe chưa? Hương, anh nói nhỏ xíu vậy cũng nghe nữa hả? Anh Nghĩa, em luôn ủng hộ công việc của anh mà. Cảm ơn em. Tình ta đã cho trao người, ngọt ngào chua xót thương đời.